chào các bạn, ngày hôm nay là ngày cuối tuần và mình sẽ đi cắt tỉa lại mái tóc ném của mình nhá. Và ngày hôm nay thì mình sẽ đến một salon nữ. Trong một chuyến trải nghiệm salon nữ hồi đầu năm nay mình có cắt ấy, thì cái mái tóc họ cắt trông nó hơi nữ tính quá. Còn cái chỗ lần này mình chọn thì có một cái phong cách gì đấy rất là cá tính. Ok, bây giờ anh em lên xe đi cùng với mình nhá. Và đây là địa chỉ mà mình sẽ đến cắt tóc ngày hôm nay nhá. Đây là lần đầu tiên mình đến đây cắt tóc nhá. Cũng không phải quảng cáo gì đâu. Chẳng qua mình thấy trên Facebook cắt ra đấy. Cũng không phải là quảng cáo đâu mà là mình thấy hiển thị trên Facebook. Thế là mình đến đây để cắt thử. Mình sẽ cho anh em xem một vài cái bức ảnh các kiểu tóc ở đây. Mình thấy là ở đây chuyên cắt tóc tém nhá. Thế như cái anh áo đen này là anh Chris Nguyễn này. Anh áo đen đó. Nhưng mà anh này anh không nhận cắt tóc nam nhé. Hôm nay cắt cho mình sẽ là một bạn thợ phụ, không phải là anh Chris. Anh em thử tham khảo qua một chút về không gian đây nhé. Ở đây có một gói bánh tráng rất là to dành cho dân đam mê bánh tráng nhé. Em cắt tóc tém. À. Anh cắt tóc đưa cũng được. À đây, em gửi ảnh cho anh nhé. Tôi mãn nguyện quá. Lúc đầu tôi tưởng là một anh thợ phụ cắt, thế nào để anh Chris Nguyễn cắt. Các bạn muốn biết kiểu của tôi muốn cắt giống là kiểu gì không? Đây này. Anh ơi, anh nhớ cắt cho em thành hot girl anh nhá. Nhiều ấy, thì là ai bị ở trên quá dài thì dưới thì cắt cụt hết. Xong rồi nuôi một thời gian xung quanh nó cứ xoay ra ấy, kiểu người lại cắt, xong rồi nuôi mãi không nuôi được ấy. Nên là cái điều khó khăn nhất là đi nuôi phần xung quanh ấy. Anh nghĩ là tóc nam thì mọc khá là nhanh, cũng với ra chất tóc thường tóc nam khá là khỏe, nhưng phải dưỡng thì được. Thì quan trọng là cái lúc mà mình nuôi cái lỡ cỡ mình có chịu được qua cái đoạn được không. Còn nếu như mình chịu được thì nó sẽ qua được, mình sẽ nuôi được. Bây giờ mình ở Việt Nam thì thời tiết nó hơi nóng ấy. Thế một đoạn mà cứ thấy cảm giác là hơi nóng cái là lại đi cắt ấy. Xong rồi sẽ nuôi mãi, sẽ nuôi được. Nhưng mà mùa đông sắp đến là cơ hội để nuôi. Mùa hè thì hơi khó, nhưng mà mùa đông là mình nuôi nó sẽ dễ hơn. We'll be right back.
về nhà xem lại video, mình mới thấy là anh Chris này cắt kỹ đến mức như thế nào. Mình có cảm giác như anh ấy nhổ từng cái sợi tóc của mình ra ấy. Ở đây bạn có thể xem được kỹ thuật tỉa của anh Chris, trông rất là nghệ luôn các bạn ạ. Không hiểu sao cái lần cắt tóc dài này của mình nó lạ lắm các bạn ạ. Và mình chưa từng gặp cái cảm giác này trong suốt hơn một năm vừa rồi để tóc dài. Mình đã định đi cắt tóc ngắn rồi, nhưng mà sau cái lần cắt tóc này thì mình lại muốn để tóc dài thêm lần nữa. Ok, và bây giờ mình sẽ bắt đầu thử vuốt sáp. Bên tay trái của mình là Dry Wax và bên tay phải là Matte Paste. Ở cái tiệm tóc của anh Chris Nguyễn thì không có sáp vuốt tóc nam, ở đó chỉ có sáp tạo kiểu nữ thôi. Khi sử dụng những lọ sáp yêu thích của mình thì mình mới có thể đánh giá chi tiết về cái form tóc mà mình cắt lần này. Giữa Matte Paste và Dry Wax nên chọn thế nào đây ta? Và mình quyết định sử dụng cả hai để đỡ mất công chọn. Với những kiểu tóc vuốt rủ ấy thì chúng ta chỉ cần lăn nhẹ sáp trên bề mặt tóc để tạo hiệu ứng mà thôi. Chúng ta không nhất thiết là phải cần sáp bám đều trên toàn bộ tóc đâu. Những cái phần mà sử dụng sáp nhiều nhất thì hãy sử dụng nó cho hai bên. Khi mà sử dụng những cái lọ sáp ngon thì chúng ta mới có thể thấy hết được những cái texture, những cái kỹ thuật kéo mà người thợ cắt tóc người ta thể hiện. Ui dồi ôi. Cả hai sản phẩm của Odao đều có một điểm chung, đó là khi mới ban đầu vuốt lên thì nó khá là khô rít, nhưng mà càng thời gian về sau thì tóc càng mềm mượt trở lại. Nếu như Matte Paste mang lại một cái độ bóng mờ trông rất là tự nhiên, giống như là không vuốt cái gì lên trên tóc, thì Dry Wax ngược lại vừa bóng nhẹ hơn một chút và vừa có những cái lọ texture trông nó rất là chơi. Những cái texture tóc nhỏ này và to này nó đan xen, nó kết nối với nhau trông rất là ăn chơi, trông rất là đẹp. Mặc dù Dry Wax là một cái sản phẩm có độ giữ nếp cao, theo như lý thuyết thì nó sẽ không phù hợp với tóc dài, nhưng mà mình vẫn có thể sử dụng nó nhé. Và nếu như anh em biết cách tiết chế, biết cách sử dụng nó ở đúng nơi và sử dụng với một cái số lượng phù hợp thì nó sẽ vô cùng là hoàn hảo. Lúc này thì bạn có thể thấy được sự khác biệt giữa hai lọ sáp yêu thích nhất trong tủ đồ của mình. Wow, có lẽ là mình nghĩ là mình sẽ nên kết thúc tạo kiểu tại đây. Mà
Sao cắt gì mà cắt dã man quá vậy? Đây là hai sản phẩm tạo kiểu rất là hoàn hảo và mình sẽ để link ở dưới phần mô tả nhé. Chúng ta sẽ tạm dừng video tại đây nha. Các bạn nhớ nút đăng ký kênh Giai Điệu để cập nhật những kiểu tóc mới nhất và những cái địa chỉ tóc nam đẹp tại Hà Nội mà mình sẽ liên tục cập nhật trong thời gian tới. Xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.